Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Nhật Tàng TV. Thì như các bạn biết, đằng trước mặt mình là một con sông, và tình nghi thằng Tuấn Khỉ có thể là nó đã vượt con sông này để nó vượt biên sang Campuchia nha các bạn. Thì như các bạn biết, cái dòng sông này nó rất là rộng. Thì mọi sự việc trong ngày hôm nay là ngày thứ 11, thì như các bạn cũng đã biết thì hoạt động trên sông là cũng đã hoạt động lại bình thường nha các bạn. Thì như mình đã xuống trực tiếp nơi hiện trường để mình quay, thì như các bạn thấy cái khúc này là khúc rộng nhất của bên sông và cũng gần gần cái khu vực thằng Tuấn Khỉ lẩn trốn. Thì như các bạn biết, các bạn cảm thấy con sông này nó rộng cỡ này, làm sao Tuấn Khỉ có thể bơi qua được các bạn? Mà nếu như bơi vào ban đêm thì như Tuấn Khỉ nó cũng là một lực lượng chức năng cũng đã nói rằng là nó có một cái khả năng là bên Bộ Công an, cũng như lại là ấy nó đã trải qua trường lớp và rất chi là giỏi dạng trong vấn đề gọi như là lội sông, cũng như là học được những cái vấn đề gọi như là trong Bộ Công an, mình rất là giỏi. Thì mình cũng đã xuống cái hiện trường này, thì mình cũng nhìn khắp khu vực này thì mình cảm thấy con sông này rất là rộng, nếu như một người bình thường khả năng khéo bơi qua được đâu nha các bạn. Đó, thì sẽ tiếp tục tìm thêm những dấu vết và tìm thêm đặt cái con sông này nó sẽ chạy dài đến đâu và nó rộng đến đâu, để chúng ta sẽ tiếp tục trong cái cuộc vây bắt Tuấn Khỉ này. Lực Tàng TV xuống cũng hơi muộn, nhưng mà cũng rất mong tất cả mọi người là hãy bình tĩnh và xem xét. Thì hiện tại bây giờ cơ quan chức năng đang lùng sục khắp nơi, khắp kênh, khắp rạch để tìm cái vật chứng, tức là hai cái chiếc xe nha các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết, thì trong suốt thời gian vừa qua thì những lực lượng công an cũng đã truy bắt Tuấn Khỉ và lực lượng YouTuber xuống đây khu vực này cũng rất là nhiều, và đâm thẳng vào hiện trường để quay những cái video clip thì đã bị lực lượng cơ quan chức năng người ta cấm cản nha các bạn, và cũng đã có nhiều trường hợp bị xử lý rồi. Cho nên Lực Tàng TV thì cũng đi lùng quanh cái khu vực ở bên ngoài thôi, cũng không dám ghé vào những cái khu vực gọi như là bên lực lượng chức năng người ta cấm. Thì Lực Tàng TV chỉ quay cái khúc sông này gọi như là gần hiện trường nhất để gửi tới quý vị và các bạn những thước phim trực tiếp. Hiện tại bây giờ là Tuấn Khỉ vẫn đang bật vô âm tín, thì cơ quan chức năng cũng đang lùng sục ở dưới những cái khúc sông, kênh rạch xung quanh những cái khu vực mà nghi ngờ rằng Tuấn Khỉ là có thể là nó lẩn trốn và có thể là nó dùng cái xe của nó xuống cái sông đó, và cũng đang lần mò và tìm ra cái dấu vết đó để tiếp tục tìm những cái manh mối để truy bắt Tuấn Khỉ này càng nhanh càng tốt. Thì trong thời gian sắp tới, như tất cả mọi người cũng biết rồi đó, Bộ Công an đã huy động tất cả lực lượng chức năng ở tất cả các tỉnh thành, cũng như là ở bên Việt Nam hoặc là Campuchia cũng đã phối hợp nhau để gọi như truy bắt tìm đối tượng Lê Quốc Tuấn cũng như là đồng phạm Tí Bà Giòn, Phạm Thiên Tâm. Thì cũng rất là hoang mang cho người dân, nhưng tất cả hiện tại bây giờ hình như là cũng đã có một sự ổn định lại rồi, tại vì cơ quan chức năng lúc nào cũng bơi ráp và gọi như là bảo vệ người dân ở khu vực này một cách nghiêm ngặt. Thì tình hình trong thời gian sắp tới, liệu Tuấn Khỉ có bị bắt hay không, hay là Tuấn Khỉ sẽ tẩu thoát được ngoài cái vòng vây ráp của công an và lực lượng cơ quan chức năng như vậy, mà Tuấn Khỉ mà lẩn trốn và vây bắt được không vây bắt được Tuấn Khỉ, thì chắc hẳn tất cả chúng ta cũng sẽ rất hoang mang và lo sợ. Thì bây giờ là chúng ta cũng chỉ cầu mong năm sau cho lực lượng cơ quan chức năng sẽ tìm được những cái bằng chứng về hai chiếc xe máy, cũng như là những cái manh mối để tập trung và chuyên môn bắt được Tuấn Khỉ càng nhanh càng tốt, để cho dư luận tránh sự hoang mang lo sợ. Và Lực Tàng TV cũng rất mong tất cả mọi người, người dân chúng ta là rất bình tĩnh, phải bình tĩnh, không được đưa những thông tin sai lệch lên trên mạng xã hội Facebook như YouTube làm nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến cuộc truy bắt của cơ quan chức năng. Và chúng ta sẽ hết sức đề cao cảnh giác trong cái ngày sắp tới, rồi tại vì hung thủ rất gây án đang còn nhẫn nhơ đâu đó ngoài kia mà chúng ta chưa thể nào biết được tung tích của nó, và hung thủ này nó rất là nguy hiểm, có thể là nó xả súng lúc nào không biết, tại vì trong tay của nó có một vũ khí rất là nóng, đó là một chiếc AK, và trong chiếc AK này dự tính hình như là đâu còn 7-8 viên đạn, đó là dự đoán, còn không biết được là đối thủ sẵn những cái băng đạn mới hay không. Thì chúng ta cũng nên hết sức đề phòng và cẩn trọng khi bước vào những cái khu vực này, và những cái khu vực mà cơ quan chức năng đang vây ráp bao vây khu vực đường biên giới. Hiện tại bây giờ thì Lực Tàng TV cũng đang cập nhật rằng là
vừa dịch cúm corona cũng như là truy bắt cấm thị thì lực lượng cơ quan chức năng cũng đã bao vây rất là nghiêm ngặt ở khu vực biên giới, nên là không để cho người Trung Quốc nhập cư trái phép qua Việt Nam, cũng như là luôn tiện là truy bắt luôn cấm thị này để gọi như là phối hợp với lực lượng cơ quan công an Campuchia để truy bắt cấm thị cũng như là những người nhập cư trái phép vào Việt Nam mình trong dịch cúm corona. Thì kênh Lực Tàng TV sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mà gọi như là mới nhất, có tình tiết gì mới thì Lực Tàng TV sẽ tiếp tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Thì hiện tại bây giờ Lực Tàng TV đang ở rất gần khu vực Trung An Củ Chi, nhưng tại vì cũng không muốn quấy động cơ quan chức năng cho nên Lực Tàng TV cũng chỉ đứng ở ngoài và quay những cái thước phim nơi con sông gần nhất khu vực đó để gửi tới quý vị và các bạn. Thì cũng rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người trong thời gian sắp tới, ấn vào nút đăng ký cũng nhấn vào quả chuông để theo dõi được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.